Đồng hồ vang vọng xin trở lại chương trình giới thiệu sản phẩm. Cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh video của đồng hồ vang vọng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ Odo, và trên màn hình của các bác là một chiếc Odo 628 hàng trưng bày, hàng tồn kho đấy ạ, còn gần như là mới ở đây. Rất là đẹp, và đẹp không có một tì vết nào, từ mặt số, viền, kim số đến quả lắc và vỏ thùng. Em nhắc lại, đây là một chiếc Odo hàng trưng bày, còn đẹp gần như mới và bên Pháp người ta chưa sử dụng. Và đặc biệt là những chiếc như thế này rất là hiếm. Đây, mặt bát giác nằm này, và bên dưới là kính hình oval cách điệu, quả lắc mạ vàng, màu vàng soi bóng ở đây, hình bắt quái nhé. Tất cả các chi tiết như bản lề còn đen, rất là đen. Đây ta có cây lên cót này, thùng bên trong cũng được làm đen còn nguyên, zin đẹp từng con ốc nhé. Và đặc biệt là cái mặt số, các bác nhìn cái mặt số này, không một vết trầy xước, cực kỳ đẹp, không một vết trầy nào luôn. Odo Westminster ở đây, ở dưới là có chữ made in fancy nhé, rất là đẹp. Đến các con ốc này cũng còn nguyên này. Máy này là máy ba vách hoa dâu vàng ươm các bác nhá. Những cái chiếc máy như thế này thì không cần phải bàn nữa. 5 côn 8 búa, chơi bản nhạc Westminster. 5 côn thép rất là dài, còn đen bóng nhá. Hai nút gạt khóa bản nhạc ở đây. Đó, rất là đẹp. Đẹp, không có bất cứ một cái gì để chơi được trên chiếc này cả. Về độ đẹp và độ mới, tuyệt vời luôn. Đây, em sẽ soi từng góc cạnh để các bác nhìn. Bốn góc, bốn quả đào. Thùng nổi vân rất là đẹp. Đây, nổi vân tuyệt đẹp luôn. Hai màu cách điệu, đen và vân gỗ. Có các cái đường nối từ chùm đào này đến chùm đào kia. Đây, như thế này, hai bên cân xứng nhau. Tất cả các chi tiết như là đáy, vách, xung quanh đến cái móc treo này, các bác nhìn nó còn đen bóng, như là mới, gần như là mới. Xoay vào vách thùng các bác nhìn này, cực kỳ đẹp nhá. Máy này vàng ươm, từng con ốc, từng củ gông còn rất là đẹp. Các bác nhìn cái đầu búa kìa, còn nguyên, gần như nó chưa gõ đấy, nó chưa có bất cứ một cái vết gì luôn. Đây, máy các bác nhìn này, cực kỳ đẹp nhá, tuyệt vời. Em tiến hành test chuông các bác nghe này. Âm thanh rất là ngân. Đây, các bác nhìn lại phần mặt số này, rất là đẹp. Các cái lỗ lên cót còn nguyên, có logo Odo ở giữa, và bên dưới là chữ Westminster, tên bản nhạc mà chiếc đồng hồ này chơi. Mặt số đẹp tuyệt vời. Và đây là một trong những chiếc Odo cực kỳ hiếm gặp và rất là đáng để sưu tầm các bác nhé. Đồng hồ vang vọng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.